Các em thân mến, bởi vì vì cái dịch cúm này cho nên là lớp chúng ta phải học một cách online, mà thầy cũng hiện nay là thầy liên hệ với một cái trang web của nhà trường để dạy online trên trường, nhưng mà do các anh kỹ thuật ở bên trung tâm tin học cũng như là trong phòng đào tạo vẫn chưa xử lý xong cho thầy để thầy có thể dạy các buổi online trực tiếp trên nhà trường. Nhưng mà chúng ta vì không có cái việc đó, không làm được thì chúng ta vẫn có thể dùng cách khác là thầy dạy các em trên YouTube bằng cách là nhiệt huyết nhất và các em cũng sẽ yêu thầy nhất để mà các em có thể học được kiến thức sau này ra trường là chính. Và các em thân mến, mục đích của thầy ở đây là thầy muốn giúp các em sau này ra nghề các em nắm được kiến thức của mình để chúng ta làm việc tốt hơn trong cái sự nghiệp của chúng ta, chứ không phải là vì điểm. Các em có hiện thể có hiểu được được cái vấn đề thầy nói không? Điểm chắc chúng ta sẽ thi sau nếu như chúng ta học kỹ tốt được cái phần này. Thế thì thầy đã cài xong cái phần mềm Gem, phần mềm Gem nhá, và phần mềm Navicate. Bây giờ các em sẽ theo dõi. Thế thì để mà khởi động Gem thì chúng ta nhấp chuột phải, chúng ta chọn Open hoặc chúng ta chọn Run as Administrator. Đấy, chúng ta chọn này thì có nghĩa là chạy theo chế độ của chúng ta. Chúng ta nhấp hai vế, nhấp hai cái cho thầy là Start vào đây. Đấy nhá. Rồi, ok. Thế bây giờ ta sẽ chạy trình duyệt này. Chạy trình duyệt này. Bây giờ thầy chạy trình duyệt bằng một trình duyệt duyệt web cũng được, là nó có thể là cái gì được. Ta chọn Localhost. Các em Enter một cái. Thế các em nhìn thấy là Gem đã hoạt động rồi, đúng không? Đây là cái phần quản lý website của Gem. Em xong là Gem 7.4.2. Máy của thầy cũng được nghe thầy dạy thầy đang lên SQL chỉ cho thầy. Bởi vì nó cùng một lúc nó chạy rất nhiều thứ, đúng không? Và nó đưa ra là version của PHP là 7.4.2 là phiên bản cao nhất. Đây là tất cả các thông tin của Gem. Những cái này các em cũng không cần thiết chúng ta phải xem kỹ, nhưng mà để tổng quát từng cái một thì chúng ta sẽ xem hệ thống rồi vân vân. Các em dịch tiếng Anh ra các em sẽ thấy như này. Thế còn thầy chú tâm vào dạy cái cơ bản vì thời gian cũng không được nhiều. Thế sau khi cài Gem xong rồi thì chúng ta sẽ bật cái nút là Navigate này cho thầy. Trong Navigate thầy đã tạo là hai connection. Bây giờ chúng ta xóa nó đi. Chúng ta xóa nó đi. Bây giờ chúng ta có thể tạo mới, các bạn vào connection chúng ta tạo MySQL cho thầy nhá. Các bạn tạo thế để các bạn trỏ vào trong cái Gem để nó có thể kết nối vào Gem để nó điều khiển cho mình. Các bạn đặt tên của các bạn nhé, ví dụ như là Hoa này, Hải này, vân vân. Thế các bạn có thể ghi là Hải, thầy viết như vậy. Cổng ở đây chúng ta là cổng Spot. Các bạn test thử cho thầy connection cho nó test. Nó bảo là connect successful, tức là ngon rồi, đúng không? Và các bạn nhấp OK cho thầy. Đấy. Mật khẩu các bạn cho vào luôn, ví dụ bạn bạn vừa đánh là Hải, mật khẩu là 1234 là cũng được. Còn chúng ta giữ nguyên cái mặc định là root là gốc. Còn cái này chúng ta không cần mật khẩu cũng được, các bạn hiểu chưa? Đấy, các bạn đấy nha. Rồi chúng ta sẽ chọn như thế và chúng ta nhấp ô OK. Và chúng ta có bạn Hải đây. Thì bạn Hải này cũng truy cập vào trong đây. Trong đây ta đã có bảng bán hàng là một này. Có hệ thống database, mỗi cái này là một database nhá. Đây là bán hàng là một database này. Hồ sơ là database này. Information, tất cả những cái này test cũng là database. Thế ta tạo mới ở trong này thì ta tạo trong database thì nó bao gồm những phần gì? Nó gồm có phần bảng, phần view, phần function, phần query, phần report, phần backup. Đấy. Có nghĩa là trong một database nó sẽ có chứa những cái phần này.
các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ thầy ghi đầu tiên ta sẽ thêm một user để ta quản lý được tất cả các database. Bạn thêm vào đây cho thầy để các bạn có thể sau này ở đây có thành rồi là tên của thầy. Nếu bây giờ các em có thể thêm hoặc xóa đi. Nếu mà xóa đi thì các em nhấp vào tên và các em ấn nút xóa hoặc xóa ở đây được, nhấp chuột phải nhé, click chuột phải cho thầy. Thì bây giờ thầy nhấp vào new vào đây. Nếu bây giờ thầy ghi là Hải, đúng không? Rồi ok, Hải thường chữ thường rồi. Hải localhost, localhost. Các bạn xem video thật kỹ nhé. Rồi tiếp theo là mật khẩu 123456 7. Các bạn chơi luôn cái số là 123456 7. Ngon lành. Đấy, và các em ghi vào cho thầy. Xong rồi các em chọn Advanced, chọn chọn cái phần này, phần Server Privilege, có nghĩa là gán quyền cho nó. Chúng ta chọn cái này vào. Đấy. Nghĩa là cái người này có được các quyền, thứ nhất là lựa chọn xóa, chỉnh sửa, vân vân, và xóa đi tất cả những thứ như đó, vân vân. Các bạn làm này cho thầy. Thầy cứ phải làm video này cho toàn bộ, tức là anh em, cả những người mà không học ở trong lớp mình, người ta cũng có thể xem được. Và do bộ nhớ máy tính của thầy nó hơi thấp, cho nên là chỉ ghi được một lúc thôi là nó đầy bộ nhớ. Vậy thì thầy sẽ làm những đoạn video thật ngắn để các bạn có thể theo dõi, được không? Thầy gán hết nhá. Và xong rồi bây giờ thầy ghi vào, ấn nút này. Bây giờ ta được rồi, bây giờ ta, đấy là cái người này là người quản trị nhá. Rồi bây giờ trong cái con Nick Hải này, chúng ta chọn New Database, chúng ta chọn là quản lý lớp học. Các bạn ghi cho thầy là quản lý lớp học, quản lý lớp thôi, đúng không? Rồi các bạn chọn cái kiểu ký tự của chúng ta hay dùng ở châu Á hay là của Việt Nam, của chúng ta, chúng ta sử dụng UTF-8 là bảng thông ký tự của chúng ta. Chúng ta chọn như thế nhá, UTF-8 General CE là cái này là một cái chung chung của châu Á chúng ta, của nước Việt Nam mình hay dùng ký tự theo alphabet, tức là theo ký tự của Mỹ, ký tự Latin. Các bạn chọn ở đây và chúng ta nhấp OK. Đó. Và quản lý lớp của chúng ta ở đây thì sẽ vào đây. Đó. Đây nó mở đây là cái nào xanh thì nó đang làm việc nhá. Bây giờ ta lại chuyển sang cái quản lý lớp thì nó lại đổi màu cho chúng ta. Đấy. Đổi màu. Và lúc này các bạn vào table thì chưa có cái gì cả. Các bạn có thể ấn vào nút này là new table. Đấy. Mỗi chức năng trên đây nó đều có chức năng của nó nhá. Ví dụ ở đây là view function event query report thì để nói view là để xem, function là để truy vấn, để làm việc, event là tạo ra những cái con trỏ, cái sự kiện kích. Cái này thì chúng ta sẽ học sau. Query là dùng để tạo ngôn ngữ truy vấn. Đấy. SQL vân vân. Report là để tạo báo cáo, backup là sao lưu. Và schedule có nghĩa là lịch, và model là để làm việc những cái lớn tốt hơn, model để lập trình. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cho thầy là tạo new table hoặc new ở đây cũng được, các bạn chọn new table. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái bảng là bảng họ tên nhá. Các bạn ghi vào là số thứ tự cũng được, hoặc là ID, ident đấy, identify có nghĩa là nhận danh, định danh đấy. Rồi các bạn chọn cho thầy kiểu in và các bạn chọn kiểu primary. Các bạn chọn cái nút cho thầy là auto increment để nó tự động tăng nhá. Bởi vì làm ở trên này nó dễ hơn làm ở trong trong cái phần đây, phần đây làm nó khó. Làm trong kia thì nó cho chúng ta nhìn một cách dễ dàng. Và chúng ta ấn tab, ta xuống dòng 2 nhá. Đấy, dòng 2 là họ tên. Các bạn, đấy. Vacha nó dài 25 ký tự thôi.
Đấy, họ tên not null là các bạn ấn nút này là không được chống. Rồi các bạn ghi là quê cũng va cha như vậy, các bạn ghi vào. Các bạn nào mà muốn trường nó không chống các bạn kích vào đây. Tiếp theo là tuổi. Đấy. Các bạn chọn cho thầy là kiểu in. Đấy là trong trường hợp này kiểu in nhé. Đấy, các bạn chọn là in. À. Rồi các bạn chọn tiếp cho thầy là tuổi giới tính. Và cha các bạn chỉ cho 3 ký tự thôi, nam hoặc nữ. 3. Rồi, để đến hộ khẩu. Các bạn đặt tên không dấu nhé, để sau khi vào chúng ta làm dễ hộ khẩu. Các bạn đặt cho thầy là ví dụ như 100 chẳng hạn. Đấy, các bạn đặt như thế. Ok. Sau khi đặt xong rồi thì bây giờ đến phần là ngày nhập. À, cái này biến cái bảng cái trường này nghĩa là một một thuộc tính đấy, ngày nhập thì các bạn chọn một cái nữa là time stamp. Time. Time stamp nhé, cái này nó tự động nhập hệ thống xuống đấy, thì các bạn ghi thế cho thầy. Rồi thôi bây giờ thầy chỉ làm đến vùng này thôi, thế xong một lát nữa chúng ta sẽ có một cái bảng khác nữa, nhưng mà đây là chúng ta quản trị là quản trị mỗi lớp mình thôi nhá, còn cả trường thì các bạn phải tạo ra bảng quản lý lớp này, lớp 1, lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp k bao nhiêu đấy thì chúng ta sẽ làm sau. Còn trong cái bài đơn giản này thầy chỉ dạy chúng ta cách làm như vậy và chúng ta sẽ ghi vào, còn bài phức tạp hơn thì chúng ta sẽ ok, chúng ta ghi bảng này là bảng quản lý lớp hay là bảng lớp. Rồi các bạn nhấp ok vào cho thầy nha. À, ngày nhập cái này, biến này chúng ta thừa, chúng ta xóa đi. Thầy chọn là delete field. Đó, delete rồi. Rồi thầy ghi nhá. Lớp ok. Update nhập ngày nhập column. À cái này nó luôn. À, cái này chúng ta bỏ này đi. Không có gì. Đó. Call column be a key. Tức là auto key. Auto key ở trên này. Rồi, ghi lại như thế nhá. Auto key có nghĩa là key cho cái vùng này thôi. Vậy chúng ta sẽ ghi vào. Ở valid form ngày nhập. Ngày nhập à? Ngày nhập tham. Ngày nhập chúng ta để hàng ba cha đi. Rồi. Đấy. Ba cha chúng ta để cho là đến 10 ký tự. Rồi bây giờ chúng ta ghi vào. Rồi bây giờ lớp của chúng ta đã được hiện vào đây. Và các em nhập trực tiếp vào đây, các bạn có thể kéo này rộng ra nhé. À, kéo rộng ra cho thầy. Data gì thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu. Thì đây chính là cái công cụ để cho các bạn sau này các bạn ra trường thì các bạn có thể quản lý được, tổ chức quản lý dữ liệu được. Nhưng mà đây là phần thầy dạy cơ bản thôi. Sau đó có một bài thầy phải quay lại cho chúng ta phần phụ thuộc hàm hôm trước để thầy nói về các quy luật tách bảng cho các em. Đấy nhá, các quy luật tách bảng của chúng ta để làm sao nó không mất mát thông tin. Các em nhớ thế cho thầy nhá. À, cái bài này hơi ngắn một tí nhưng mà thầy sẽ đưa lên để các bạn học trước. Sau đó để bạn nào thì, các bạn sẽ có thể xem xét tốt một cách thôi. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại phần này, phần localhost này để chúng ta xem cái bảng này nó có hiện bên trong không. Localhost. Đấy.
chúng ta vào admin nhé. Chúng ta vào admin để xem nó có đúng là cái bảng bảng lớp như thế không. Mấy thầy nó thấp quá nên là chúng ta không thấy nó chạy nhanh được. Chúng ta chờ một tí để thầy vào, lát nữa thì thầy sẽ dạy qua phần kia. Rồi bây giờ ta sang phần admin. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có bảng quản lý lớp đúng không? Đúng rồi, đã kích vào đây. Đây các bạn nhìn thấy bảng lớp chưa? Đấy, bảng lớp được hiện ra đúng như là nó, đúng không? Đấy, các bạn bảng lớp đây. Thế chúng ta nhìn thấy nhá, chúng ta có thể mở mở ra. Nhấp vào đây. Nó loát hơi sợ đấy. Có nghĩa là hai phần bên đều giống nhau, bên kia nó nối vào bên này. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy đây. Bảng lớp đấy, thì nhấp ra. Chúng ta sẽ thấy loát ra để cho chúng ta nhập vào từng cột. Bên này thì các bạn có thể nhập trực tiếp vào đây thì nhanh hơn. Còn chạy bên kia thì nó lâu. Đấy. Các bạn có thể vào bảng lớp để chúng ta đưa ra các cột giới tính vân vân, nó đều hiện ở đây. Đấy. Đây thì các bạn lại nhập vào trong đây đúng không? Đấy, ở đây chúng ta lại bắt đầu nhập vào cấu trúc của bên này. Thì bên này là phần khai báo y xì như bên kia, để chúng ta chọn và browser. Browser là phần chúng ta có thể xem nó có bao nhiêu. Browser là chưa có ai cả đúng không, chưa có một cái gì cả. Thế nên là thầy vừa cắt video đến đây thôi nhá, xong rồi chúng ta lại bắt đầu vào học tiếp bài mới.